xin chào các bạn, mình đến từ đồ họa Thịnh Yến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn quy trình để thiết kế một quả sân khấu gồm với 3 phần mềm. Nhớ xem hết video của mình nha. Kết quả của khóa học sẽ cho chúng ta view hình để trao đổi với khách hàng và video theme code Latin Show. Các bạn thường gặp vấn đề khó khăn trong việc thiết kế sân khấu sẽ được khắc phục hoàn toàn khi đến với khóa học thiết kế sân khấu tại đồ họa Thịnh Yến. Mình sẽ phân tích cụ thể bài thiết kế sân khấu của anh học viên Tuấn Đạt để các bạn tham khảo nha. Combo để mình sử dụng thiết kế sân khấu lần này gồm 3 phần mềm nha các bạn: Ketchup, Depend, MI Latin. Bước này mình qua Ketchup để lên ý tưởng dựng hình sân khấu nha các bạn. Để dựng được các dạng sân khấu thì các bạn chỉ cần sử dụng các công cụ cơ bản của Ketchup, chưa cần đến plugin, và thao tác dựng hình khá nhanh và đơn giản với kiến thức cung cấp trong khóa học Ketchup đủ để các bạn tự do sáng tạo. Bước 2 thì mình dùng Depend để nhập sân khấu từ Ketchup qua. Sau khi nhập sân khấu xong thì mình thiết lập ánh sáng, vật liệu thư viện nha các bạn. Hoàn chỉnh xong thì mình đem thiết kế Visual LED, LED Matrix vào ha. Quan trọng nhất là xây dựng và kết nối hệ thống đèn DMX nha. Thao tác này không quá phức tạp ha các bạn. Cuối cùng mình sử dụng phần mềm giải lập MA Gencode hệ thống đèn. Với các thao tác này bạn chỉ cần bấm và cảm nhận là xong. Đây là kết quả render view 8K trong 3 giây của anh học viên Tuấn Đạt. Các bạn cùng đón chờ bài tập Gencode của anh ấy nha.